Các bạn ơi, các bạn có biết đây là một cái xe gì không? Đây không phải là một cái xe địa hình đâu. Cái xe này còn đặc biệt hơn cơ. Nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó bật lên phát ra. Đây đã là một con đầu của con khủng long đấy. Còn đây là hai cái tay này. Xe này là xe khủng long biến hình đấy. Khi mà nó muốn đi nhá, chỉ cần gập. Đấy, gập này nó biến thành một chiếc xe. Đi. Mà quái thật đấy. Rõ ràng đã hiện lại xem là chiều nay 3 giờ ra đây chơi mà chả thấy đâu cả. Tớ đợi từ nay đến giờ rồi mà không thấy đâu cả. Không hiểu ở nhà làm gì đến giờ nay vẫn chưa ra. Ôi, cái gì đây? Sao lại có con chim lại bàng to thế này? Nó đến đây vậy? Hay là định lấy cái xe này của mình? Này, lệ bàng ơi, con muốn lấy cái xe này không? À có. Thế thì về nhà gọi bạn Trang ra đây cho ta, xong rồi ta cho cái xe này đây. Ừ, về gọi đi nhá. Ôi, con này mà là con quái vật đấy. Con này là con ốc sên. Con này là động vật thân thiện mà. Chị này cứ tưởng quái vật thật, làm chị vác cả cái súng to đùng này ra để chị mình chiến đấu đấy. Đây này, em ơi, chị mới tậu cái súng này hơi bị xin xò phô mai que luôn. Quái vật mà lở vở quanh đây á. Lần sau mà gặp quái vật thật thì nhớ gọi chị nhá, chứ đừng gọi mấy con linh tinh này. Chị chạy ra mất công lắm. Ừ, súng này hơi bị xịn rồi đấy. Súng này tám lòng siêu mạnh đấy. Con đi đi rồi. Mạnh ống cơ mà. Bên trên chơi. Ui, hình như con chim nó đang đến rồi kìa. Ui, ôi. Trời ơi. Con chim lại bán kia. Cậu có làm sao không? Ui, cái con này sao nó lại thả từ trên cao thế? Sao bạn nhìn lại ở đây? Con này bán đâu rồi? Ôi giời, tớ đợi cậu lâu quá. Thế là tớ nhờ con chim đại bàng nó về gọi cậu ra đây đấy. Thế thì nó gọi cậu mà nó không báo cậu à? Ôi giời, cậu nhờ vả nó kiểu gì mà nó đi vào nó có gọi tớ đâu. Có gọi là Trang ơi đâu. Mà nó xông thẳng vào nhà tớ, nó bắt tớ ra đây. Tớ còn chưa kịp nói gì, thả xuống đây bây giờ rơi đau ê ẩm hết cả người này. Con đại bàng này nó chả có lịch sự gì. Ui đây này, vẫn dính hết cả lên tóc rồi này. Thì lá cây. Thế cậu có cái gì đây? Rồi tớ mới mua được cái súng mới, tớ đang ngồi khoe em cam. Chưa kịp khoe thì đã bị lôi ra đây rồi. Ui, trông ngầu đấy. Đây tớ xem nào. Đây, wow. Đạn đây này, đạn xốp đấy. Ồ, cái này. À, cái này nối được với nhau à? Đúng rồi, nối thành một băng đạn đấy. À, cái này cái này tớ phải order từ Trung Quốc á. Nửa năm mới về đấy. Nửa năm mới về cơ. Ui, thế này, để tớ thử bắn cái cây để thử xem có bắn được không nhá. Ừ, cậu bắn đi. Wow, cái này á, trời thích đấy cậu ơi. Ừ, xịn xò phô mai que không? Cậu có súng nào xịn như của tớ như này chưa? Không, chả có cái nào cả. Nhưng mà cái này á, phải đi săn cái con gì thì nó mới thú vị. Chứ bắn cái cây không thế này thì chán lắm. Đây, xong bây giờ là phải lắp cái đạn này vào đúng không? Đúng rồi, lắp vào cái băng đạn này. Hả? Cái gì đấy? Có nhìn thấy giống tớ không? Hình như một con zombie cậu ơi. Sao ở xung quanh đây lại có zombie à? À, vừa mới nói là đang không có con gì săn cậu ơi. Nhân tiện đây có cái súng của tớ, hay chúng mình thử đi săn zombie đi. Ui, đi săn zombie á? Ừ. Ý kiến hay đấy cậu ơi. Lắp cái đạn nào, sao bọn mình đi tìm zombie đi. Đi. Rồi. Xa này. Ui, Trang ơi, có cái gì nha? Tớ nhìn thấy phía trước có con zombie gì ấy. Ui, tiến lại đi. Ui, đây này, cậu nhìn thấy chưa? Con zombie nó đang bắt nạt một con chó. Zombie này là zombie cá mập đấy. Ui, con chó này là con chó dễ thương này. Được rồi, thế là tớ sẽ cho con zombie cá mập này một trận nhá. Nhìn đây. Wow. Yeah. Ui, đây là một con chó trắng đấy cậu ơi. Đây là một con chó, chó này là chó phốc đấy. Phốc phốc thì sao chứ? Con chó nó đang cảm ơn này. Ui, nó mừng quá cậu ơi. Từ nãy đến giờ nó bị cái con zombie này nó bắt thế này. Thế là không dám nói cái gì cậu ạ. Bây giờ bắt đầu mới dám sủa thế này. Ừ, ngoan ngoan ngoan
Ben, bọn tớ cứu được cậu rồi nha. Con zombie đã bị hạ gục rồi, không phải sợ nữa. Đây này các bạn ơi, các bạn nhìn con zombie này. Một con zombie cá mập các cậu ơi. Zombie này là zombie khổng lồ này cậu ơi. Nó còn mang cả con nó đằng sau lưng đây này. Ui ôi. À, con này nó nhảy lên rồi này. Nó định nhảy vào để nó cắn để... cậu đấy. À, cái con zombie con này, con zombie bố bị bắn rồi. Thế mà con zombie con nó không biết lượng sức mình các nó cậu không ơi. Nó biết lượng sức mình này. Nó định nhảy ra nó cắn chúng tớ. Này à, không biết lượng sức mình nhá. Nhưng mà con này không cần phải dùng đến cái súng kia đâu cậu ơi. Con này chỉ cần búng một cái thôi là bay luôn rồi. Mày tít đi tận đâu rồi các cậu ơi. Đây là con zombie cá mập hết rồi này cậu ơi. Con cá mập này của con zombie nó còn vừa ăn cái gì mà vẫn còn thò tay ra đây này. Ừ, đấy nhá. May mà có súng của tớ, chúng mình đã giải cứu được một bạn con vật rồi. Ôi, hả? Cậu có nghe cái tiếng gì không nhỉ? Tớ nghe thấy có tiếng kêu kêu cứu ở đâu ấy. Mình chạy về phía trước đi. Gần đây lắm cậu ơi. Ôi, để lại cậu ơi. Cậu nhìn thấy phía trước chưa? Đây là một cái con zombie. Con là zombie một cái màu cây zombie à? Cậu ơi. À, cậu nhìn thấy không? Cái cây này là nó đang bắn con zombie kìa. Tớ xem ở trong trong phim ấy thì cái cây này nó bắn ra những cái hạt để nó chuyên tiêu diệt zombie ấy. À, nhưng mà cái cây này bắn không ăn thua rồi. Cái con zombie kia nó còn không hề bị ngã cơ các cậu ơi. Thì con zombie này là zombie cũng là một zombie khổng lồ ấy nên là nó khỏe lắm. Cái con zombie người đỏ này chính là con zombie người cá đấy cậu ơi. À được rồi, tớ sẽ ra tớ chiến đấu cùng cái cây kia để giúp nó hạ con zombie nhá. Ui, đây rồi, đây rồi. Để tớ dùng cái khẩu thần tốc này. Ừ, cậu hỗ trợ cây đi. Một viên đạn còn găm vào ngực của nó luôn này. Này thì zombie người cá này. Ê. À, đằng sau của nó có nàng tiên cá đang bám kìa cậu ơi. Ui, nàng tiên cá gì mà trông xấu thế. Ui, ui. Ủa? Cái gì đây? Cậu làm cái gì thế? Con này. Ồ, hình như là khi mà hắn ngã xuống là đầu của hắn sẽ bị rụng ra đấy cậu ơi. À, hắn khi nào bị tiêu diệt đấy là cái đầu này nó sẽ bị rụng ra. Con này cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi. Cái cây này bao nhiêu súng mà cũng không hạ được cái con zombie đấy. Con zombie này nó mạnh mà, cậu nhìn này. Tớ phải nhả bạn xả bao nhiêu đạn ra thế thì mới chiến thắng được cái con zombie này đấy. Đây nữa này. À, cái cây này bình thường á, cây này á khi nào phải gặp được một cái cây nào ấy mà đầu của nó bọc cái mũ đen đen ấy thì cái cây đấy mới mạnh. Chứ còn cái cây nếu mà cây không như này á thì bắn nó cũng không mạnh lắm đâu. Đây này, bắn như sẽ như này này. Đấy, à, nó sẽ yếu lắm. Như là gãy ngứa cho nó thôi. Đúng chứ rồi. Cũng không thể hạ được nó cậu nhỉ. Đúng rồi đấy. Thôi, bọn mình đi tìm xung quanh đây tiếp xem có còn con zombie nào nữa không đi. Đây này, tớ nghe thấy ở phía trước này cậu ơi. Ui, đây có phải là zombie không? Tớ không biết. Nó lại có ba đầu như này nhím ơi. Wow, nó biến hình được cậu ơi. Đây là con khủng long chứ không phải zombie đâu. Thế còn con này? Con này là người cây cậu ơi. À, đây là người cây đội mũ này cậu ơi. Ôi, thế chứng tỏ là hai con này nó đang bắn nhau cậu ạ. Thế mình giúp bên nào bây giờ? Khủng long thì cũng không phải zombie, không phải người xấu cậu ơi. Ừ, đúng rồi. Thế còn cái cây này thì cũng chắc chắn là người tốt rồi. Hay là tôi nghĩ bạn cây này hiểu nhầm, tưởng khủng long là người xấu cho nên đang định ra để bắn bạn khủng long đấy. Còn khủng long thì chắc đang cố giải thích cho bạn zombie hiểu. Nhưng mà chắc bạn zombie này không hiểu, không chịu hiểu coi. Ui, thế thì mình phải ngăn cản hai bạn ấy thôi. Thế là tớ mang khủng long ra. Mang cái cây này ra đi cậu ơi. Mang bạn khủng long này ra chỗ khác đi. Không mà bạn cây bạn cứ nhìn thấy là bạn ấy bắn đấy. Mà khủng long này cũng mạnh thật đấy. Cái cây nó bắn cho bao nhiêu phát rồi mà vẫn còn đứng lên như thế được này. Sao cậu ơi? Đây là khủng long siêu nhân đấy cậu ơi, đây này. À, cái đầu siêu nhân này. Đúng rồi, khi mà khủng siêu nhân này có hai cái súng hai bên này các cậu nhìn thấy không? Khủng long khi đứng dậy là sẽ biến thành hình cái siêu nhân cậu, màu hình siêu nhân cậu ơi. Thế nên là cái cây bắn là siêu nhân là có tác dụng gì đâu. Chỉ ở cái thân hình khủng long này thì bắn thì mới có tác dụng này. Khủng long này còn có cả cánh ấy. Nhưng mà tớ nghĩ là khủng long này chắc là không bay được đâu cậu ơi. Ờ, nhìn cậu ấy trông thân hình to như thế này thì không bay được đâu. Đúng rồi. Cái cánh này còn nhỏ xinh xinh, như này chưa lớn ý. Cậu này á, chắc là khủng long con đấy. Cái cây này cậu ơi, nhìn này, đội cái mũ trông xịn sò phô mai que chưa? Cái mũ này trông như cái mũ bảo hiểm ý cậu nhỉ? Đúng rồi, cái mũ này ấy, để khi mà zombie nó cắn vào cái cây này thì là cái cây sẽ không bị làm sao cậu ạ. À đấy, để còn hai cái mắt của zombie đây này, các cậu nhìn thấy không? Nhưng mà cái cây này nó bắn ở đâu ấy nhỉ? Đấy. À, hóa ra cái nút bắn ở bên trên này các cậu ơi. Đúng rồi, nếu mà cậu ôi, nếu mà cậu ấn mạnh ấy là sẽ bắn ra nhiều đạn. À. Còn cậu ấn nhẹ là sẽ bắn ra một đạn cậu ơi. À thế á? Ờ. Thôi, mình đi tìm xung quanh đây, xem còn bạn nào cần giúp đỡ nữa không đi. Đi.